sản phẩm dành cho bạn nhỏ yêu thích khoa học Crayola chế tạo vật thể kỳ quái. Liệu bộ não bằng thạch có hoạt động tốt như não của chúng ta? Ý tưởng cho một con mắt khổng lồ thì sao nhỉ? Thỏa sức khám phá 20 thí nghiệm khoa học chỉ có tại bộ đồ chơi khám phá vật thể kỳ quái. Cùng trải nghiệm bộ chế tạo bông hoa kỳ diệu nào, với các bước đơn giản tạo hình hoa, pha màu. Ta-da! Hoa đã đổi màu. Bông hoa có thể hút màu nhiều lần tạo ra các lớp màu khác nhau. Tết thiếu nhi giảm đến 30% bộ chế tạo vật thể kỳ quái và bông hoa kỳ diệu. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.